còn son, em vẫn còn son, lửa còn son, ai vẫn còn son. Ước gì ta được làm con một nhà. Và hôm nay ngày lành tháng tốt, một ngày đẹp nhất trong năm 23, đó không phải ước nữa và điều đó đã trở thành hiện thực. Và đặc biệt là đoạn đại biểu của gia đình nhà trai từ quê hương Nguyên Lý trở về với Bắc Lý, thì anh đến một miếng trầu của Bắc Lý đi xem là trầu của Bắc Lý có khác với trầu của Nguyên Lý không? Vâng, trầu của gia đình nhà gái thì có rất thân thiện, các cụ già ăn thì trở lại, các cô gái ăn thì sẽ là bác chồng đấy. Cô nào một chiếc người yêu ăn vào một nửa miếng thật là bảo chiều đấy, có luôn có đó với cặp đôi tôi bắt đèn. Vâng, nhưng trước thềm năm mới tôi không nói sai nữa à, đâu vâng, xin mời quý vị đại biểu. Chúng ta hãy cùng ăn trầu uống nước, và chỉ còn 1-2 phút nữa thôi là giờ đợt nhất, thì đoàn đại biểu gia đình nhà trai sẽ xin đón cô dâu trở về với nhà trai để làm lễ thành hôn. Xin chào tất cả các bạn. Xin cảm ơn quý vị đại biểu đã từ khắp mọi miền quê hương đất nước trở vào đây để chúc mừng chúc cho cô dâu và chú rể. Và tôi xin cảm ơn ban nhạc đến từ Hà Nội Thái Bình đã có một chương trình ca nhạc rất hay để phục vụ và xin chúc cho cô dâu và chú rể và trò đẹp đã đến. Xin mời vị đại biểu đại diện cho gia đình nhà trai sẽ có ý kiến và nói lời mời. Xin chào quý vị. Thưa các cụ, công các bà, kính thưa toàn thể hôn, đã đến giờ mà đưa cháu về hôn trường để làm lễ thành hôn cho các cháu. Tôi xin kính mời tất cả các cụ, công các bà và toàn thể bạn bè nam nữ thanh niên của hai họ, hai nhà ta về hôn trường để làm lễ thành hôn. Và bây giờ cũng đến giờ mà chúng ta đã định. Xin kính mời tất cả các cụ, công các bà. Vâng, đúng là cô dâu thì... vị đại biểu đại diện cho gia đình nhà trai đã có lời mời và xin mời chú rể hãy đứng dậy dắt cô dâu ra hàng ngoài phía trước cổng lên xe hoa để trở về tới gia đình nhà chồng và xin mời mẹ chồng hãy chào đón cho tôi.